Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình tìm hiểu về xe Toyota 2022 do Nguyễn Phú Quý thực hiện cùng Võ Thành Nhân. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới kỹ nghệ, công nghệ của xe hơi. Đặc biệt chúng tôi chú trọng đến chiếc xe của hãng Toyota, những chiếc xe mà có những cái kỹ nghệ mới được áp dụng. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào anh Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài VATV và SBTN DC. Khi mà chúng ta đi cái ngày mà ô tô show nó mở cái weekend đầu tiên thì cái ngày Chủ nhật chúng ta đi thăm cái Convention Center để mà chúng ta coi những chiếc xe mới. Yeah. Anh Quý, trong cái bài phóng sự của anh Quý thì anh Quý nói cái chiếc xe thân ra chiếc xe mới. Yeah. Và cái kiểu nó đẹp lắm và nó mới là nó mới như thế nào và cái ảnh hưởng của nó trong cái vấn đề mà làm cho cái uy tín của cái hãng xe Toyota có thể cạnh tranh với lại Ford với lại Chevrolet. Thưa quý khán giả, thưa Nhân, cái hãng Toyota là cái hãng mà đi vào cái kỹ nghệ xe truck nó hơi trễ hơn những cái hãng Ford hay Chevrolet hay là GMC. Nhưng mà cái tiến trình hoạt động của Toyota nó đã làm cho cái chiếc Tundra lúc mới đầu ra đó nó gọi là Toyota T100 là T100. Thì nó cũng có nhiều cái khuyết điểm là nó yếu hơn những chiếc xe gồ ghề của xe truck của Mỹ thì không có làm được cái vấn đề mà commercial. Thì cái chiếc Tundra mới năm 2022 này đã mới đổi kiểu lại với nhiều cái kỹ thuật mới. Cái chiếc Toyota Tundra năm nay thì xài 6 máy 3.5 và nó có turbocharge thì nó có nhiều cái nó tạo ra nhiều lực hơn. Thì cái chiếc Toyota Tundra tùy cái mình lựa chọn đó có thể kéo cái sức nặng từ 8.000 pound cho tới 12.000 pound. Thêm một cái đặc biệt nữa đó là năm nay Toyota Tundra lần đầu tiên có cái chiếc có cái máy gọi là hybrid, nhưng mà cái kỹ thuật hybrid của Toyota nó hoàn toàn khác hẳn những cái hybrid của những cái hãng xe khác, là tại vì nó đặt cái máy điện ở giữa cái hộp số với lại cái máy, thành ra cái sự chuyển lực á nó thành công hơn, là nó tạo ra lực hơn để mà kéo. Thì cái loại mà xe Tundra nó có loại xe xăng, thì xe xăng cũng tạo ra cái mã lực tới gần 400 mã lực, và cái xe mà hybrid của Tundra đó nó tạo tới gần 500 mã lực để mà kéo xe mà không có tốn xăng. Cái đó là cái đặc điểm của Toyota. Nhưng mà nó là một cái loại xe truck, nó cũng cục đòn chứ không phải dài đòn. Thì xe truck nó có hai loại, một cái loại là cái đòn nó dài là 6.5 feet để mà chở hàng, còn một loại nó gọi là có cái ghế ngồi phía sau cho hành khách, thì cái băng trước người tài xế với người hành khách phía trước và cái băng sau ngồi thì nó cũng thuộc một loại cũng đi làm. Tại vì khi anh đi làm trong công trường hay là những cái hãng xưởng đó phải chở người, hay là mình đi xài cái xe đó mình đi du ngoạn thì mình cũng chở được gia đình mình theo, thì cái bed phía sau, cái thùng phía sau nó không có cần phải dài lắm. Thành ra nó có cái sự uyển chuyển trong đó, thì tùy cái người tiêu thụ muốn cái cách mà mình xài cái xe truck như thế nào thì nó có nhiều cái dạng để mà cho hợp cái người. Nhưng mà nhìn cái giá nó cao quá anh Quý, cái giá nó cao như vậy có thể có phù hợp cho những người đi làm construction hay là những người mà có những chiếc xe để mà đi làm, để mà kiếm sống trong những cái nghề mà vất vả giống như là hàng ngày mà chúng ta phải vận động những cái người mà để bỏ những cái vật liệu để mà chở từ Home Depot hay tới những cái công trường mà người ta chuyên chở, thì nó có practical, cái giá mắc quá. Thưa anh Nhân, thưa quý khán giả, cái xe truck của Toyota, cái chiếc Tundra đó không có đắt lắm. Cái giá mà đầu tiên mà bắt đầu là khoảng 35.000. Thì nếu mà so với xe Ford F-150 hay là xe Chevrolet Silverado đó, nó rẻ hơn cả 10.000. Thì cái chiếc mà Toyota mà đắt tiền nhất mà có cái máy gọi là hybrid á thì khoảng 61.000 trở lên, thì cái đó nó có nhiều cái tiện nghi cho cái người lái. Thật ra cái người mà đi mua để làm construction kéo tàu này kia đó, dạ, thì mình có sự lựa chọn, nhưng mà không có đắt đắt đối với người đi mua xe Toyota mấy mươi năm nay, là đắt hơn cái sự gọi là expectations của người ta. Nhưng mà thật ra so với mấy chiếc truck Mỹ nó không đắt, tại vì có nhiều chiếc truck Mỹ gần 70-80 ngàn mà Toyota nó vẫn còn thấp giá hơn, mà cái sự bền của Toyota nó đã nổi tiếng mấy mươi năm nay rồi.
Hồi nãy có nói là kéo tàu, lý do là một số người đó người ta dùng cái xe Tundra, người ta kéo tàu, những cái chiếc tàu rất là lớn anh Quý. Và những cái người như vậy thì họ dùng cái đồng tiền để mà cho một chiếc xe kéo tàu thì họ cũng muốn một chiếc xe nó luxury, nó cái kiểu giống như Tundra. Anh Quý nghĩ cái đó là có đúng không vậy, hay là tại cái sức mạnh của cái mã lực của chiếc xe Tundra? Thưa quý khán thính giả, cái chiếc tàu mà để mình đi du ngoạn á, thì nó có hai loại. Một cái loại gọi là đi tốc độ cao, thì nó gọi là mấy cái speedboat á, thì nó cũng kéo được mấy cái đó thì nhẹ thôi, khoảng chừng 5.000, 7.000, 8.000 pound trở lại. Nhưng mà những chiếc tàu mà đánh cá đó, thì những người mà đã có tiền mua tàu đánh cá, có nghĩa là người ta dư tiền để mua cái truck. Thì khi mà mua cái truck đó, không phải là cái loại construction để đi làm, thành ra nó có nhiều tiện nghi, rất là tiện cho cái người hưởng thụ cao. Thì cái mã lực của cái chiếc Tundra bây giờ đó, nó có thể kéo tới 12.000 pounds, có nghĩa là những cái tàu lớn hơn để mà đi câu cá. Còn những cái tàu nhỏ nhỏ mà gọi là tốc độ cao thì cũng ít có người mua Tundra mà cái loại đắt tiền như vậy để mà kéo. Kính thưa quý vị, thì cũng nhân cái dịp mà chúng tôi thăm cái Washington DC Auto Show năm 2022 đó, thì chúng tôi với anh Quý cũng có để ý một cái chiếc xe mới. Xe này nó chạy bằng, nó gọi là sẽ chạy bằng điện, nhưng hoàn toàn là electric, nhưng mà nó chưa có ra liền, nó sẽ đợi mùa hè năm nay nó mới ra. Anh Quý có thể nói thêm về cái xe đó, nó gọi là Beyond the Future hay là cái gì đó? Thì cái xe đó, cái tên là BZ4X, thì cái đời của nó sẽ là 2023, thì khoảng cuối mùa hè nó sẽ ra, thì nó hoàn toàn điện hết. Thì bây giờ Toyota nó có một cái chiếc gọi là plug-in hybrid Prius Prime. Thì cái loại mà plug-in hybrid, khi mà mình cắm điện, mình charge đó, thì nó có thể chạy điện không đó là khoảng 25 miles, cái dặm, cái 25 dặm là cái tối đa của nó, 40 cây số rồi. Thì rồi mới đổi qua bên xăng chạy tiếp hay là hybrid. Thì cái chiếc này đó là điện, thì cái kỹ nghệ xe điện đó, thì chính phủ liên bang có cho tiền trợ cấp để mà mua xe điện, thì có thể mình cái giá thì không biết bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ được cái tiền thưởng của chính phủ liên bang để mà làm bớt cái vấn đề ô nhiễm không khí. Thì tới tháng khoảng tháng 7, tháng 8 thì nó sẽ ra, nhưng mà rất là nhiều người đang chờ cái chiếc xe này ra, tại vì cái kỹ thuật mà xe điện bây giờ nó tiến bộ hơn cách đây 5 năm, mà cái bình điện mình charge nó cũng được lâu, thành ra rất có nhiều người đang trông chờ cái chiếc Toyota điện này ra. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết một điều đó là khi mà chế chiếc xe mà chạy bằng điện, có nghĩa là chạy bằng battery như vậy đó, cái kỹ nghệ của cái battery á, những cái hãng xe nó cũng không có giống nhau. Cái nguyên tắc về cái principle để design những cái xe nó cũng đâu có giống nhau. Nghe nói điện là chạy bằng battery, đó là cái nhìn chung thôi. Nhưng mà in reality, thực tế đó, thì anh Quý có thấy Tesla, rồi xe Ford, Chevrolet, rồi mấy chiếc xe của Âu Châu, lại cái chiếc xe Toyota như vậy đó, thì người ta nghĩ rằng cái xe điện Toyota là một cái niềm hy vọng trong tương lai người ta sẽ có, đó là tại cái sự khác biệt như thế nào vậy? Thưa Nhân, thưa quý khán giả, những cái chiếc xe Tesla mà ra đầu tiên mà thịnh hành đó, thì cái giá nó quá cao, cái người tiêu thụ bình thường không có thể mua nổi. Thì những cái hãng Toyota rồi Nissan nó cũng ra những cái chiếc xe điện nhỏ nhỏ để người ta đi trong thành phố, thì cái thời gian mà để mình charge nó có thể nó dài hơn là cái xe Tesla. Thì xe Tesla đó thì nó có cái người tiêu thụ riêng của nó, nhưng mà phần đông là những người có lợi tức rất là cao. Nhưng mà Toyota nổi tiếng làm xe mà có thể nhiều người trung bình có thể mua được, thì cái kỹ thuật điện nó càng ngày, cái cách sản xuất của nó đó thì nó càng rẻ đi. Giống như anh nói thì những cái bộ phận mà làm cái máy mà để cái gọi là cái máy điện để mà tạo cái lực cho cái xe nó đi đó, thì mỗi cái hãng xe, mỗi cái hiệu xe nó có một cái kỹ thuật riêng của nó. Nhưng mà cũng trên nguyên tắc nói về cái kỹ thuật thì không có khác nhau nhiều, chỉ có cái là cái cách người ta làm cho cái bình điện charge ngắn, hay là cái thời gian ngắn, hay là cái thời gian dài, là và cái độ đi là bao xa thôi. Và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay thì cũng muốn hỏi thăm anh Quý, chiếc xe Toyota nó gọi là crossover, có nghĩa là chiếc SUV mới của Toyota nó có từ năm 2021, năm nay nó có năm 2022, có những cái mới về cái chiếc xe này. Anh Quý có thể nói thêm, tại vì nó đang tạo một sự hấp dẫn cho giới tiêu thụ rất là nhiều. Thưa quý khán giả, thưa anh Nhân, chiếc Toyota Corolla Cross á, thì nói về cái gia đình Corolla đó, nó đã
sản xuất được mấy chục triệu chiếc xe mà bán nhiều nhất trong những cái model của Toyota. Thì cái xe này là hoàn toàn mới, nó là gọi là cái crossover, thì nó không phải là xe, nó thuộc loại SUV, mà crossover thì nó cái độ mà cái chiều cao của nó từ ở dưới đất, mặt đất mà lên tới cái sườn của cái xe là 8 inches, thành ra nó có thể nó đi đi ra ngoài cái vùng mà thành phố để mà đi off road. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái xe này hoàn toàn mới, được sản xuất ở một cái địa điểm của cái hãng Mazda với Toyota hợp tác với nhau. Thì cái khả năng mà sản xuất của chiếc xe Corolla Cross á, là khoảng 150.000 chiếc xe. Thì Toyota tiên đoán là chiếc xe này là sẽ rất là thịnh hành, là tại vì nó làm cho những người mà trẻ thích đi đi off-road. Thì cái này nó không có bự lắm, mà cái xe này nó không có tốn xăng, mà nó là tiện cho những người mà mới ra trường trẻ mà muốn đi du lịch đó. Thành ra người thích chuộng cái xe đó hơn, là cái sự thành công nó sẽ rất là mãn nguyện cho hãng. Xin được cảm ơn quý. Xin cảm ơn nhân. Xin chào quý khán giả của đài SBTN DC và VATV. Kính thưa quý, chương trình của chúng tôi và anh quý đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Và đặc biệt chúng tôi kính chúc quý vị có những ngày đầu năm thật là hạnh phúc và an vui bên người thân và gia đình. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chúc quý vị có một buổi tối thật an vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.